chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là ý nghĩa. Và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay bên phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì những chủ đề về tình yêu, gia đình và hôn nhân luôn là những chủ đề được mọi người rất mực quan tâm. Bởi vì trên thực tế có nhiều câu chuyện vô cùng ý nghĩa và làm chạm đến trái tim hàng triệu người, và có cả những câu chuyện dở khóc dở cười. Và ngay hôm nay chúng tôi xin gửi đến cho các bạn một câu chuyện ý nghĩa có trong chuyên mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đưa mẹ bạn trai đi bệnh viện, tôi liệm người nhận ra sự thật sau 20 năm. Đứng trước lựa chọn giữa gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình, tôi không biết phải theo ai, phải làm gì, có nên nói với mọi người không hay là cứ xem như là mình không biết. Vì nỗi đau này quá lớn, tôi thực sự bị choáng ngợp tới nghẹt thở. Tôi và Quân yêu nhau 4 năm, cả hai bên gia đình đều đã đến gặp nhau nói chuyện, cũng đã xác định ngày cưới. Nếu không có gì thay đổi, tôi và Quân sẽ về chung nhà vào đầu năm sau. Vì thời gian còn dài nên hai đứa có thời gian tìm hiểu thêm về gia đình nhau. Trước đó chúng tôi đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, nên số lần gặp bố mẹ nhau chắc chỉ 1-2 lần. Trong ấn tượng của tôi, bố mẹ Quân rất hiền lành, nhất là mẹ anh. Tôi thật sự ngưỡng mộ Quân khi có một gia đình hạnh phúc như vậy. Bố anh yêu mẹ anh hết mực, trong khi ở nhà tôi từ bé tôi đã phải chứng kiến bố tôi đánh đập, hành hạ mẹ tôi bằng đủ phương thức. Thật ra cũng từng có những thời gian bố tôi yêu thương mẹ tôi, trước khi em gái tôi ra đời năm tôi 8 tuổi. Sau lần cãi nhau kịch liệt, bố mẹ tôi gần như sống mà không để ý tới sự có mặt của đối phương. Bố chỉ lôi mẹ ra đánh mỗi lần trụ vào. Ông cứ bê tha như vậy tới năm tôi học đại học, ông phải nhập viện vì thủng dạ dày do uống rượu và ăn cay quá nhiều. Từ đó ông bỏ rượu, mẹ tôi cũng tha thứ sau nhiều năm căng thẳng. Ký ức của tôi về gia đình chính là hình ảnh chồng ôm chai rượu lừ lừ đi vào từ đầu ngõ, là cảnh người đàn ông nắm tóc vợ mình dập vào cột như kẻ thù, là ánh mắt căm hờn của người phụ nữ từng dịu dàng biết mấy. Cứ như vậy tôi sợ yêu, sợ kết hôn cho tới khi gặp Quân. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên Quân khác hẳn tôi. Anh nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng giúp tôi nhận ra không phải gia đình nào cũng như vậy và không phải người đàn ông nào cũng là bố tôi. Cách đây 2 tuần, mẹ Quân không may ốm nặng, nhà neo người, tôi cũng gần như được biên chế vào chức vụ con dâu trong gia đình nên tôi nghỉ làm 2 ngày về chăm mẹ anh. Buổi chiều tôi tới, tôi bảo Quân và bố chồng tương lai về nghỉ ngơi, tôi ở chăm mẹ. Khi chỉ còn mình tôi và mẹ chồng, bác sĩ gọi mẹ vào khám nên tôi đưa bà vào. Vì bà sức khỏe yếu nên tôi được đi theo vào phòng để đỡ. Vén áo bà lên, tôi gần như chết lặng. Trên lưng bà có một vết sẹo dài, vết sẹo chằng chịt mà nhìn qua tôi cũng biết vết sẹo đó là vì sao mà có. Cảnh tượng đêm đó trở lại, nước mắt tôi tự dưng rơi mãi, rơi không kìm lại mà được cứ nức lên từng hồi. Thấy tôi như vậy, mẹ anh nhìn tôi như nhận ra điều gì, rồi bà bảo tôi ra ngoài đợi. Tôi đi ra, gọi anh tới cho mẹ và ra về thẳng. Vết sẹo đó chính là sẹo do mẹ tôi đánh ghen, cũng là lý do khiến nhà tôi như địa ngục suốt gần 20 năm nay. Vì sao à? Bố tôi có bộ. Năm tôi 8 tuổi, tôi nhớ như in hình ảnh mẹ tôi cầm lọ hoa đập vào lưng một người đàn bà, người có quan hệ tình cảm bất chính với bố tôi. Tôi lờ mờ biết được ngày đó bố tôi có bộ ở cơ quan, rồi lời đồn vang xa đến tai mẹ tôi. Để bảo toàn danh tiếng, bố tôi gọi người đàn bà đó tới, bác mẹ tôi quỳ xuống xin lỗi vì đã hiểu lầm, để tránh điều tiếng. Mẹ tôi vừa khóc vừa quỳ vừa cắn răng tới bật máu, tới khi không chịu được bà phùng dậy, cầm lọ hoa đập vào lưng người ấy, đập tới thấp, đập mãi rồi lọ hoa cũng nát bét, máu chảy lênh láng. Tôi không biết vì sao, sau này bố tôi bị cho nghỉ việc, mẹ tôi lại tha thứ, chỉ biết mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó, cả gia đình phở tan. Tôi hận người phụ nữ kia biết mấy. Những lần mẹ tôi bị đánh, tôi đều ngồi một góc căm hận nguyền rủa người đàn bà ấy. Cuối cùng người đó lại là mẹ chồng tương lai của tôi, là mẹ của chồng tôi. Điều quan trọng nhất là bà ta đã sống rất hạnh phúc sau những gì đã làm. Nhưng rõ ràng mẹ tôi đã gặp lại bà ta, cả hai bên đều biết nhưng lại im lặng. Là mẹ tôi đã tha thứ hay nghĩ cho tôi mà làm như vậy. Dù sao bảo tôi sống và cung phụng người đã phá hoại gia đình mình là điều tôi không làm được. Từ chỗ muốn yêu thương chiều chuộng bà ấy như mẹ ruột, giờ tôi chỉ còn ghê tởm. Chia tay hay tiếp tục, tôi cần nắm một lời khuyên ngay lúc này. Khoe ảnh nhà cấp 4 tôi tàn ở quê để thử lòng bạn gái, tôi choáng váng khi em nói câu này. Quen Linh trong một lần đi cà phê cùng tụi bạn, Hoàng khá ấn tượng với cô gái cá tính tốt bụng như Linh. Không để mất cơ hội, Hoàng sang cà cưa tán tỉnh cô nàng này luôn.
Nhưng có vẻ em cũng không dễ tán, bắt chuyện như anh tưởng. Muốn được làm quen với nàng, Hoàng phải giả vờ đâm xe vào cô rồi xin số điện thoại chịu trách nhiệm với vết thương ở tay của Linh. Không ngờ với kế sách đó của Hoàng đã khiến Linh đổ gục trong vòng tay anh sau 2 tháng tán tỉnh. Càng yêu Hoàng càng thấy cô gái này thú vị, em cầu tiến và luôn đặt mục tiêu của mình phải đạt được cái này cái kia. Yêu nhau chừng khoảng gần năm, Hoàng ngỏ ý muốn đưa Linh về ra mắt rồi tính đến chuyện cưới xin luôn, nhưng Linh khất lần. Cô bảo chưa đến lúc, hai đứa mới dưới 30 tuổi thì lo gì chứ. Chịu thua cô bạn gái cứng đầu, Hoàng không dám đả động đến chuyện cưới xin nữa cho đến một ngày. Tối ấy là sinh nhật Hoàng, anh đưa cô đi dạo một vòng bờ hồ, rồi ngồi tựa vai nhau tâm sự trêu đùa, nói đủ chuyện trên dưới. Bất chợt, Hoàng lôi điện thoại ra đưa cho Linh, một bức ảnh chụp ngôi nhà cấp 4 tồi tàn ở quê mình. Thì bỗng dưng Linh tái mặt nhìn Hoàng, thốt lên một câu khiến cho anh sốc và choáng váng vô cùng. Nhà anh đây hả? Sao nhà anh có thể nghèo đến mức như vậy? Nhìn nó còn tồi tệ hơn cả cái nhà xí của ông bà nội em ở quê. Đây cũng gọi là nhà hả? Anh nghĩ sao em lại có thể tiếp tục yêu và lấy một người không có tương lai, không có một ngôi nhà tử tế mà ở như anh chứ? Chúng ta chia tay đi, em chỉ có thể đi xe hạng sang nè, ở nhà hạng bét cũng phải chung cư. Chứ cái ngữ nhà này chỉ xứng với mấy đứa mà nhà quê chân đất mắt tuét thôi. Ơ, em nói gì vậy Linh? Sao em có thể xúc phạm cả nhà anh như vậy được? Em chỉ nói sự thật thôi, em thà độc thân chứ ngu gì mà bước chân vô ngôi nhà dột nát bẩn thỉu vậy chứ. May là còn chưa về nhà anh. Thôi chúng ta chấm dứt từ đây đi, anh đừng tìm tôi nữa. Nói cho anh hay, ngoài ra tôi còn có hàng tá đại thiếu gia đang xếp hàng cho tôi gật đầu đồng ý làm vợ hoặc người yêu kìa. Yêu anh đúng là sai lầm, đồ nhà quê. Linh, em sẽ phải hối hận đó. Tôi chỉ hối hận khi yêu anh thôi, còn chia tay là quyết định đúng đắn. Trai quê nghèo hèn không có cửa cưới tôi đâu, đừng mơ tưởng hảo hiền nữa. Sốc về những gì cô bạn gái vừa nói, Hoàng ngồi thụp xuống ghế đá mà thấy khó thở thế này. Tại sao Linh lại thay đổi một cách chóng mặt khi nhìn thấy ngôi nhà cấp 4 tồi tàn mà anh bảo là nhà mình như thế? Linh thích tiền, yêu vật chất chứ không yêu anh ư? Vậy tại sao ngày xưa Linh lại đến với anh? Càng nghĩ Hoàng lại thấy tim mình đau đớn vô cùng. Sau hôm đó, Hoàng và Linh chính thức chia tay, hai người không ai tìm đến ai để níu kéo van xin gì hết. Rồi cho đến một ngày, thằng bạn về nhà Hoàng chơi chụp ảnh đăng Facebook. Tình cờ lướt Facebook thấy người bạn đó ghi chú thích rằng về quê Hoàng chơi, mới biết được thân phận thật và gia thế khủng của anh. Linh liền nhắn tin hỏi tình cũ luôn. Căn biệt thự hoành tráng cùng chiếc siêu xe anh lái trong bức ảnh đó là của anh hả? Chẳng phải bữa trước anh khoe với em ngôi nhà cấp 4 tồi tàn là nhà anh sao? Sao cô em lại hốt hoảng thế? Thật ra hôm lâu anh khoe ảnh nhà cấp 4 cho em để thử lòng thôi. Bức ảnh đó anh copy trên mạng về mà. Ai ngờ em phản ứng như vậy? Còn thực chất những gì em nhìn thấy trong bức ảnh thằng Vũ vừa đăng á, thuộc quyền sở hữu của anh đó. Nhà anh ở quê giàu lắm, bố mẹ anh đều là dân kinh doanh, chuyện tiền nong thì khỏi phải nói. Từ nhỏ anh đã không thích sống dựa dẫm bố mẹ, nên học xong ở thành phố tự lập luôn. Nhà anh chẳng có gì ngoài điều kiện, nhưng mà anh không thích thể hiện ra thôi. Thế nào, giờ em hối hận rồi chứ? Em sai rồi, mình quay lại đi. Em hứa sẽ yêu và không đòi chia tay anh nữa. Xin lỗi em yêu nhé, anh sắp lấy vợ rồi. Vợ anh chỉ là một đứa nhà quê bẩn thỉu thôi, nhưng mà cô ấy yêu anh thật lòng, không có hám tiền như em đâu. Thôi em nên đi tìm tình yêu mới cho mình đi. Anh bận đưa bạn gái đi chơi rồi, chào em. Bỏ điện thoại xuống, Hoàng thở dài suy ngẫm. Đúng là cứ phải thử lòng thì mới biết con người thật của đối phương như thế nào. Lúc trước Linh tưởng nhà anh nghèo nên hất váy bỏ đi luôn. Bây giờ biết gia thế khủng của anh khóc lóc đòi quay lại, đúng thật là. Chuyện sắp cưới vợ Hoàng chỉ nói để mà trêu tức Linh thôi. Anh muốn cô hiểu một điều là cái gì cũng phải xuất phát từ tấm lòng. Yêu mà toan tính vụ lợi thì chẳng mấy chốc cũng chia tay. Tình yêu như thế anh không cần. Thôi thì anh sẽ cố gắng đi tìm một cô gái yêu mình thật lòng, dám sống trong căn nhà cấp 4 tồi tàn. Dẫu biết cô gái ấy giờ tìm rất khó, nhưng anh sẽ cố đợi chứ không thể lấy người tham lam, không biết suy nghĩ trước sau được. Bạn gái vay 200 triệu nhưng chàng trai cố tình đưa thừa 30 triệu để thử lòng và đây là cái kết. Từ ngày phát hiện ra cô bạn gái cũ tiếp cận mình chỉ để đầu mỏ, Nguyên dường như suy sụp hoàn toàn. Anh mất niềm tin vào con gái và một thời gian dài anh không dám mở lòng với ai hết. Anh khiến ba cô gái phải tiếc rẻ vì cứ trung thành mãi với cuộc đời độc thân như thế cho đến một ngày anh gặp Ngân. Cô gái có nụ cười tỏa nắng và lúc nào cũng mặc quần bò, áo phông, trông rất năng động và trẻ trung. Mỗi lần nhìn Ngân anh thấy yêu đời và muốn được như thời sinh viên, được yêu và cháy hết mình với tình yêu đó. Rồi anh tiếp cận và tán tỉnh cô, sau 5 tháng họ trở thành một đôi, trai tài gái sắc. Nhưng lần này, Nguyên luôn tỏ ra khiêm tốn thận trọng vì anh không muốn lịch sử đau buồn lặp lại lần hai nữa.
Quyên không kể nhiều về gia đình, càng không nói cho Ngân biết bố mẹ anh rất giàu có. Ngân yêu anh một tình yêu trong sáng, họ cùng nhau là cả phố xá, mỗi con đường đều in dấu chân của họ. Nhân sáng chủ nhật bình yên, thay vì ngủ nướng, Nguyên đã dậy và đèo nàng đi ăn sáng. La Cà mua sách vì nàng thích như thế. Nguyên luôn có ý định sẽ lấy Ngân làm vợ, nhưng đòi trong một lần đi uống rượu với bạn bè, anh luôn khen ngợi bạn gái hết lời, điều đó khiến mấy cậu bạn bĩu môi. Tao chả tin, có khi nó giả nai để sau này vớ của mày một mẻ thôi. Chứ thời này làm gì có con gái xinh đẹp giỏi giang lại yêu một thằng trong sáng mà không hề tính toán. Mấy đứa mà cao tay ấy, nó chả cần vòi thì đàn ông cũng tự động đập cục tiền vào mặt nó. Nghe xong chuyện hơi hoang mang, nghĩ lại, cô tình cũ thì đúng là vậy thật. Đang phân vân tới mấy lời cậu bạn nói thì hôm sau, Ngân gọi cho anh và khóc. Anh ơi, anh biết chỗ nào cho vay tiền mà lãi suất rẻ một chút không ạ? Sao vậy, có chuyện gì hả em? Em cần từng tiền làm gì? Em có chút việc, chị gái em làm ăn, nợ họ một số tiền, ngày nào chúng cũng đến quấy rầy. Chúng bảo ngày mai mà không có tiền cho chúng thì chúng bảo sẽ đến phá nát căn nhà ra. Em cần bao nhiêu? Dạ 220 triệu anh à, mà giờ em chỉ có 20 triệu thôi. Ừ, để đó anh lo. Anh lấy tiền đâu mà giúp chứ? Anh có khoản tiền tiết kiệm với tiền bố mẹ đưa để mua xe cho con em gái anh vẫn còn giữ. Thế thôi, em không phiền anh đâu. Anh chỉ em chỗ vay tiền là được, em hứa sẽ trả đúng hạn. Chờ chị gái bán được đất ở quê em sẽ thanh toán đủ. Em cứ cầm tiền của anh dùng trước đã, mọi chuyện tính sau. Nguyên cầm 200 triệu đưa cho bạn gái. Nhưng để thử lòng xem em có thật thà không, anh thừa thêm 30 triệu đến nơi Nguyên bảo. Em đếm kỹ lại xem nhé. Anh đếm chưa ạ? Ừ, anh đếm rồi, nhưng em cứ đếm kỹ cho chắc. Nhớ phải đếm đó. Dạ. Nói rồi Ngân cầm tiền cho vào túi lên xe đến nhà chị gái. Tối đó cô gọi điện cho Nguyên cảm ơn và nói mọi chuyện đã được giải quyết xong. Nguyên nghe xong thở vào, nhưng anh khá buồn vì bạn gái chẳng đã động gì đến 30 triệu kia. Mấy hôm ở cạnh bạn gái, Nguyên không được thoải mái thực sự. Anh bắt đầu sợ rằng mình bị lừa. Hai tháng sau, Ngân đưa 200 triệu đến trả. Lần này Nguyên mới nói, thế còn 30 triệu kia thì sao em? 30 triệu nào ạ? Em không biết hay giả vờ không biết. Hôm đó rõ ràng anh cố tình bỏ thêm vào 30 triệu để xem em có thật thà không. Vậy mà bấy lâu nay cũng không thấy em đã động gì đến. Em đếm lại ắt sẽ biết là còn thừa 30 triệu mà. Ngân há hốc mồm. Ý anh là anh đưa em 230 triệu và số tiền thừa là để thử lòng. Nguyên bối rối vì biết mình lỡ mồm. Ngân cười chua chát. Thì ra là thế. Anh yêu tôi và tin tôi đến mức phải làm cái trò đó để thử lòng ư. Thật nực cười. Nhưng tôi xin lỗi. Hôm đó anh bảo tôi đếm. Nhưng đến nơi bọn kia đã đứng ở cửa chờ tiền. Cuốn quá tôi đưa hết cho chúng rồi. Tôi còn dư đếm lại nên khiến anh thất vọng rồi. Tôi sẽ kiếm đủ 30 triệu để trả anh. Nhưng mình cũng nên chấm dứt tại đây đi. Đây là 5 triệu tiền lời. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ chị em tôi khi khó khăn. Đưa tiền cho bạn trai xong, Ngân quay lưng lạnh lùng bước đi trong lòng. Nhưng con nghìn mảnh thủy tinh đang cắt cứa. Nguyên cố níu Ngân lại, xin lỗi rồi giải thích nhưng vô ích. Anh đã vô tình khiến cô bị tổn thương, lòng tự trọng nặng nề. Sáng mai thấy tài khoản mình được chuyển vào 30 triệu cộng thêm lời nhắn kèm, vĩnh biệt. Nguyên hốt hoảng chạy đến chỗ bạn gái nhưng vô ích. Ngân một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Anh thấy ân hận vô cùng chỉ vì một lần dại dột, anh đã đánh mất một người con gái tốt như thế. Thế mới nói trong tình yêu được dạy dột đưa tiền ra để thử lòng vì người thiệt sẽ là bạn đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.